Hey, mình là Duy đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một cái tựa game mới trên kênh của mình. Và đây là một cái tựa game có tên là Besiege. Thì mình không biết cái tên này đọc có đúng hay không, tại vì mình hỏi bà chị Google dịch đó thì bà kêu là Persis, nhưng mà mình đọc nó nghe nó khá là kỳ. Nó vẫn ghi là tiếng Anh nhưng mà nghe nó kỳ kỳ sao á. Thôi bỏ qua đi ha. Rồi thì tựa game này mình mới vừa mua và mình có tìm hiểu thử thì tựa game này nó khá là giống cái cơ cấu với Trailmaker, nhưng mà khác một cái là nó có nhiệm vụ để các bạn làm luôn. Đầu tiên vô chúng ta sẽ có một cái hình quả cầu này đây, rồi những cái vật bay xung quanh nó. Thì đây là cái chế độ sandbox, các bạn có thể tạo tùy ý này kia ha. Rồi cái quest là cái nhiệm vụ nè. Đó, thì mình mới vừa chơi thử được một chút xíu để mình hiểu được cái cách chơi của nó đó. Đó, cho nên mình mở được đúng một cái một. Rồi, cái này là cái gì đó mình không biết. Và cái này là multiverse, một cái hố đen, nhìn đã lắm luôn. Rồi bây giờ mình cần phải đi chơi theo nhiệm vụ cốt truyện của game. Thì mình cần phải chiếm những cái thành này. Và cái thành đầu tiên mình cần chiếm đó chính là cái Iceland này. Rồi, và đây là cái thành The Eyes of Iceland. Và nó được thống trị bởi nữ hoàng tên là Winfried. Ok, thì các bạn cần phải mở những cái màn từ dưới này đi lên ha. Bây giờ mình sẽ vô màn đầu tiên. Và cái tựa game này mình đã thử nghiên cứu rồi. Là nãy giờ mình ngồi mình mò cái cách chơi, cách chế tạo rồi. Để vì trước khi vô để đỡ bỡ ngỡ, để cho các bạn tốn thời gian á. Cho nên là mình sẽ quyết định mình tạo nguyên một con xe tăng luôn trong này luôn, để mình đi càng phá nhà dân luôn, gọi là mới vô đi tạo xe tăng luôn ha. Thì chúng ta có những cái cục gỗ này, đây là những cái đồ quẹo nè, rồi những cái cục để kết nối nó với nhau để giúp cho giữ cố định cái điểm đó lại á. Thì trong này đồ vật nó không có giới hạn, các bạn có thể tạo bất kỳ cái gì cũng được, không có cần phải giới hạn ha. Ok, bây giờ bắt tay vô chế tạo một con xe tăng thôi. Nghe xe tăng nghe có vẻ xịn sò đúng không? Thì mình vẫn chưa hiểu được cái ý tưởng xe tăng trong đầu mình bây giờ là làm theo kiểu gì, nhưng mà chắc là nó sẽ có nhiều bánh đây, theo như mình nghĩ là vậy. Xe tăng á, thì thường nó sẽ có cái khung phía dưới, nhưng mà đây là cái khung xe luôn, rồi mình sẽ đưa lên trên. Thì cho nên dưới này sẽ là những cái bánh xe ha. Mình sẽ nói nó thêm một lần nữa. Có vẻ khá là dài, nhưng mà để mình nói bánh xe thử xem như thế nào. Thì mình sử dụng cái bánh xe to nhất trong này, đó chính là cái Powered Large Wheels, chứ không dùng những cái bánh nhỏ nhỏ Motor Wheels này ha. Và những cái này là Unpowered rồi, là bánh nó không còn tác dụng gì nữa. Còn dưới mấy cái này là cái bánh gai rồi. Bánh xích, bánh gai gì đâu á. Các bạn thấy không? Chỉ có đúng cái bánh này là bánh xịn nhất trong này thôi. Cho nên mình sẽ đặt đây. Mới vô là đã có hình dạng của một chiếc xe tăng rồi. Trên này mình không có cần phải đưa lên, tại vì trong này nó cũng không có khối gỗ để đưa lên trời nữa. Rồi, để các bạn setup được nó thành một chiếc xe tăng á, thì các bạn cần phải bấm vô cái key mapper này, bấm vô từng món, mình chỉnh ha. Mình chỉnh giống cơ cấu bên kia, đó chính là hàng bên này mình sẽ quẹo qua bên này toàn bộ luôn. Nhưng mà không biết là chỉnh được hết không, mình phải chỉnh từng cái như vậy luôn á. Đó. Rồi bên này ngược lại. Xe tăng này chắc sẽ theo mình một khoảng thời gian trong những cái map này. Cho nên là ráng làm cho nó kỹ kỹ một xíu ha. Rồi bây giờ chạy thử nha. Ok, bây giờ mình sẽ bấm nút này để chạy. Bấm hai nút nó sẽ chạy thẳng. À, đi lùi, xịn chứ. Nè, nhưng mà các bạn thấy cái gỗ nó bị nứt không? Tại vì trong này cái nó làm bằng gỗ khá là yếu. Có vẻ là hình như là cái bánh nó cần phải có phuộc các bạn ơi. Tuy là xe tăng này nghe nó không cần phuộc lắm, nhưng mà nó cũng cần phuộc á. Tại vì có nhiều lúc nó không có chạm được cái vị trí á. Nó cũng không có bánh xích nữa, cho nên là bắt buộc mình phải cần những cái phuộc. Rồi, để mình chế tạo lại mấy cái phuộc cái đã. Có cái là mình vẫn chưa biết cái cách dời vật phẩm trong này, các bạn không thể nào dời được. Mình chỉ di chuyển được, chứ mình cũng không có dời được, mình không có biết dời sao luôn á. Cái này đem vào chỗ khác hả? Ô, không phải. Cái này là cái gì á các bạn ơi? Set a block to be the symmetric. À, cấp giống như nhân đôi hả hay sao? Không hiểu cái chức năng này luôn, mình vẫn không hiểu nhiều cái lắm. Chưa có thực sự là quen hết với cái này. Mình bây giờ mình muốn làm phuộc, mình phải xóa từng cái rồi mình gắn phuộc vô. Rồi bây giờ mình sẽ xóa hết cái dàn bánh xe này để xí nha. Xóa từng món như thế này nè, xong rồi mình phải gắn cái phuộc đây. Để coi, đây một cái, ở đây một cái, đây một cái, đây một cái và ở đây một cái. Rồi tiếp theo mình sẽ gắn lại bánh xe. Đấy, xe tăng nhưng mà cũng có phuộc. Tại vậy xe tăng là không có phuộc đâu. Tại vì trong này cái đường nó nhấp nhô lắm. Rồi nó không có bánh xích. Nếu mà có bánh xích thì đâu có cần phuộc chi đúng không? Nhưng mà không có bánh xích cho nên bắt buộc mình cần phải có phuộc. Rồi để mình sẽ tinh lại xíu. Ok, vậy là vấn đề xe tăng đầu tiên đã xong rồi. Tiếp theo là mình sẽ gắn những cái cục gỗ nằm. Có cái nắp nó chỉ đi như thế này thôi. Mình sẽ gắn một cục gỗ đây. Xong rồi mình gắn ra hai bên như thế này để mình đặt đồ. Tại vì trong này á, các bạn cần phải nói những cái điểm để nó là gỗ mà, cho nên là các bạn cần phải nói những cái điểm này nè. Các bạn thấy cái điểm này không? Mình nói đó cho nó chắc chắn với nhau để nó không có bị vỡ trong quá trình mình hoạt động, mình di chuyển á. Rồi tiếp theo mình sẽ gắn vũ khí ha. Cái binary mình có hai cái drill ở đây, hai cái cưa, có vẻ là nó vướng cái gì rồi. Sao không cho đặt ta? Lạ nhỉ? Đặt con này thì được, nhưng mà đặt con này thì không được, vậy thì không cho thì thôi. Ai cần. Tôi đặt đây cục, tôi đặt đây cục rồi, xong. Vẫn không cho luôn. Nhây vậy ta. Để coi cục này có vấn đề hả? Sao nó không cho được? Oh shit, nhầm. Tại sao không cho? Không hiểu là tại sao nó không cho mình đặt những cái cục này. Thực sự là mình không biết tại sao nó cho mình, nó không cho mình gắn ở phía trước này, hay là do cái màn này nó không cho, nhưng mà nó chỉ cho mình gắn hai bên thôi. Cho nên là tạm thời mình cứ để cái phương tiện này mình chạy đi nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vô. Nè, muốn chơi lại không? Bây giờ mình sẽ chơi lại nè. Chỉ cần mình phá như vậy là mình chỉ cần phá nhà như vậy là xong rồi. Mình không biết là nó có cho cán người không nữa. Tức là có lẽ là do cái phương tiện này nó hơi nặng, mình thấy nó chạy nó hơi khó chịu xíu á. Ok, bây giờ mình sẽ qua màn tiếp theo và để coi màn này nó có cái gì. Nó vẫn có như vậy thôi. Như là mình gắn lại cái kia được hay không? Thì mình sợ cái màn hồi nãy nó không cho mình gắn cái máy cưa á. Mình gắn ở bên hông thì được. Khó hiểu vậy. Mình không biết tại sao luôn. Mình gắn ở trên này thì được, nhưng mà mình gắn ở dưới này thì nó không cho, gắn phía trước này nó không cho, phía sau cũng không cho luôn. Cần bạn nào đó vô giải thích giúp mình, chứ mình không biết tại sao. Thôi không cho thì mình gắn cái khác. Mình sẽ gắn súng lửa. À, súng lửa cho gắn nè. Mày lão hả mày? Bên này cho gắn nè. Nè, gắn 3 cây thôi đủ. Ôi, gắn nguyên vàng này thổi cho nó sướng. Sẽ tặng. Rồi tiếp theo là mình gắn một vàng canon nhỏ nhỏ. Piu 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 piu. Rồi hai cây canon bự bên này đi. Đó, vậy sao mà nó có cái hướng dẫn của mình, hướng dẫn các phím với nhau nè các bạn. Đây nè. Thì nguyên một cái cụm canon này sẽ là Y là nguyên một súng phun lửa, và chữ C là một dàn canon bự. Rồi quất. Bằng. Quay. Bằng. Rồi từ canon bắn được con lần hả? Đốt nữa. Ê, canon bắn được con lần rồi các bạn ơi. Chán vậy. Đó, bắn được đúng có một lần một duy nhất hả? Kỳ tá. Canon này không được như mình mong đợi ha. Mình đang thử thời gian nhanh nhất của mình là bao nhiêu giây. Mình vừa phóng lên một cái là mình bắn cannon luôn. Bây giờ mình sẽ qua màn tiếp theo. Và oh battlefield. Bây giờ là mình, nó dùng hướng dẫn mình cách để quẹo. Thì mấy cục này là như cục bơm rồi phải. Đó, nó hướng dẫn mình cách quẹo nè các bạn. Quẹo lại xong rồi mình chỉnh phím tắt để quẹo. Tôi biết rồi, tôi đâu còn quẹo dám ba cái này nhầm nhò gì được. Nhưng mà mình không gắn được cái súng, hai cái máy cưa. Tức thiệt, còn cái vàng này nó phế. Bắn được đúng con lần à. Phế vải trưởng luôn. Bây giờ ví dụ tôi muốn gắn cây cưa thì có cho gắn không? Không gắn là phá nhà đó. Thì muốn gắn cây cưa nó cưa đã, nhìn nó hay các bạn. Mà nó cho mình gắn mấy cây á, gắn cái cây cưa ngang thì được. Cưa dọc nó không cho gắn, gắn trên đầu quay làm cái gì? Chán, để một hồi mình nghiên cứu sao. Ok, đi nào. Tôi dăm ba cái này đi dễ ẹt. Xe mình nó chui được dưới cục bơm này mà đúng không? Ý, ý, đi nào. Ê, cá mấy con cụ. Cá mấy con cụ không sao. Không, mình không có còn quẹo theo cái bánh xe. Mình quẹo theo kiểu xe tăng và đi được. Còn cái chưa quen thôi. Với lại cái bánh trong này nó là bánh gì nó khá là khó chịu. Destroy. Ồ, có mấy thằng lính đó nè. Vô tụi bay. Phun lửa tụi bay chơi. Ê, ủa, có phải lính không vậy? Lính nè. Nó đã cầm cung mà. Vô tụi bay. Bằng. Đúng rồi, bây giờ mình cần phải có cái kia các bạn. Còn có cái miếng kia để mình đào cái ngôi nhà này. Không mà mình chui vô đâm thì cũng được. Nhưng mà nó cháy các bạn. Xe mình bắt lửa nó cháy luôn nha. Tại vì xe mình nó bằng gỗ. Cho nên là phải làm sao để làm được cái vụ mà hai cái đồ cưa á. Không thể nào gắn được trên này. Mình gắn trên này thì được. Cho nên là để mình xem. Nó có cái đồ steering này đúng không? Mình có thể gắn để mình đảo. Tại sao không? Aha. Nó không cho mình gắn đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng cái này mình quẹo. Đó. Tụi mày láo, tụi mày tới số rồi. Bây giờ mình sẽ gắn lại một loạt súng. Tại vì súng mình nó khá là cần. Mình không only one shot, only one shot. Chán này chứ. Bắn cannon đúng có một lần duy nhất bắn trong đời luôn á các bạn. Còn cái cung này thì bắn được 30 cung. Lửa thổi được 10 giây. Chả hiểu là tại sao nó lại ngắn tới như vậy luôn. Nhưng mà thôi có gì xài đó. Mình cứ gắn một dàn lửa ở đây đi. Thế là mình gắn một dàn. Cho biết cannon nào nó xịn nữa. Cannon này nó nhìn nó cute. Ê gắn đây không được vậy. Từ từ. Này gắn được. Rồi vô. Chơi nào, từ từ. Bây giờ đầu tiên là bật lên, bật xuống. Bấm chữ H, vô. Từ từ. Bấm chữ H cái đã, rồi chạy. Xuống xíu nữa, phá thành là cưng. Ê. Hồi nãy nó rụng hai cái này của mình luôn, các bạn có thấy không? Này coi lại nè. Bấm chữ H lên, nghiêng xuống, chạy nha. Nó rớt cái cây luôn rồi. Đây. Cái này hình như nó cũng không phá được thành. Hình như chỉ có xe mình phá được hay sao á. Xe đó được sao? Phun lửa rồi. Ê, phun lửa nó cháy theo mình luôn kìa. Rồi, rụng luôn. Kèo này khó nha. Cái này nó kỳ quá ta. Hay là mình đi bọc đường của mình phá cái nhà bên trong cũng được, để mình đi thử. Như vậy nè. Đó, tụi mày bắn đi, xe tao đâu bị gì đâu. Dâm ba cái cung rồi sao mà ảnh hưởng được xe anh. Hạ xuống nè. Chọc thử phát. Nó có cái thanh ở dưới, các bạn chỉ cần phá hai ngôi nhà thôi đủ rồi. Ôi bị gãy phía sau rồi. Đưa lên xíu. Vô. À, mình đâu có cần giết tụi nó đâu. Trời, tôi là người ăn chay. Tôi đâu có sát sinh tới vậy đúng không bà con? À, được. Đồng lính vậy. Wow. Đây là một cái một cái bãi chiến trường các bạn à. Đấy, tụi mình chơi phun lửa một vàng đây luôn, là tụi mày thích cái gì. Ủa, xe này có sale được không ta? À, như có được nè. Từ trước khi gắn cái vàng này mình sale lại cái tăng. Rồi. Sale chưa? Ok, có chữ tăng rồi. Gắn nguyên vàng phun lửa, thằng nào láo nháo rồi, chết cháy đáng chịu nha tụi bay. Tao không có đền đâu nha. Này có món thịt nướng ăn. Thịt gì thì không biết. Cái game này nó khá là tế ở cái chỗ là nó có thể gãy bất cứ lúc nào và nó là bằng gỗ. Cho nên là vô. Ừ, tụi bay ngon vô. À đồ, hình như tụi nó thấp hơn so với cái xe của mình đó các bạn. Phun lửa không có tác dụng gì hết trơn. Chán đi, cái phun lửa không có tác dụng gì hết trơn. Phun lửa không có một cái tác dụng gì luôn, trách bà nó xe luôn. Cái này sao ta, không lẽ một cái nó không thể nào mà nó nghiêng được. Không có một cái tác dụng gì luôn. Cái tụi này nó quá là thấp đi. Nó lùng bằng cái bánh xe mình luôn á. Trời, thiệt luôn á. Hay là mình gỡ bánh xe ra, tạm thời mình gỡ bánh xe ra ta. Kèo này căng quá các bạn ơi. Ê, khoan đã, mình biết hồi nãy tại sao nó không cho mình gắn cái cưa rồi. Tại vì do nó bị đụng ở đây nè, chứ không phải là do cái vấn đề gì hết trơn á. Là do nó bị chạm giữa bà nội cha nó bị chạm ở khúc này, nó không cho các bạn gắn cái cưa này, chứ không phải là do cái vấn đề do nó bị khúc này thôi. Nó bị sát cái góc này, nó chỉ cho các bạn chỉ xài được bao nhiêu đó thôi. Làm nãy giờ mình ngồi mình nghiên cứu nó, sao mà mình làm không được kỳ vậy. Nhưng mà thôi, hiện tại tôi đã có một cái ý tưởng mới. Bà con cùng xem nè. Thấy cái gì đây không? Thì bây giờ mình sẽ setting cái phím này xuống, nó chỉ cần quẹo xuống một xíu thôi là để coi bây giờ gài phím nào ta. Đưa xuống đúng không? Đưa xuống này với này, cứ thử xem hai phím, phím nào là được hơn. Mình có thể hạ lên hạ xuống bất cứ lúc nào. Vô tụi bay. Vô đi tụi bay. Vô. Vô. Chết một nồi luôn các bạn. Chết bà, cháy xe luôn rồi. Từ từ, cái phần đầu này nó không ổn. Cái phần đầu này nó cần thêm một cái cây để nó chống giống như vậy. Tại vì nó không có đủ cái lực mạnh này các bạn. Cho nên là mình sẽ copy Copy đây về. Ủa, copy không được hả? Copy không được luôn hả? À, tôi copy. Thế nó ghi copy. Copy sao đây? Không đừng dùng được copy cái coi. Mình thấy nó có phím tắt hướng dẫn copy mà ta, trong này mình đừng có hiểu cái cách này nè. Copy Ctrl C. À, Ctrl C. Nhưng mà sao để chọn? Không copy được luôn. Chán, tôi tự xây cho nó khỏe, tôi mệt quá à. Có cái cục này nè. Để mình làm lại cái. Ok, lại thử xem. Rồi đường này nó chắc hơn rồi các bạn. Tụi bay ngon nhào vô. Tụi bay ngon, tụi bay nhào vô hộ dùm tao một cái luôn. Trái. Nè chạy nè. Nè ôn. Chết một nồi luôn các bạn à. Từ cái camera này nó di chuyển khó chịu quá. Ủa cái sao nó mà cắm vậy? Mình nó có bị cận đâu. Ờ có mình bị cận. Sao nó mờ quá vậy? Không thấy đường. Nhưng mà mình đã xong rồi, nó kêu mình chỉ cần viết trên này các bạn nhìn nè. Viết trên 70% là được ha. Đó, cho nên là bây giờ mình sẽ chơi lại một lần nữa cho các bạn xem. Dặm vài cái này. Hạ xuống một cái. Hạ xuống. Rồi, chạy. Ô. Ui, đã. Hạ xuống xíu nữa. Tại vì mình sợ sát quá nó đó, mình sợ sát quá nó cháy xe mình. Cái này nó có con dao hai lưỡi nha. Nó sát quá nó cháy xe mình chứ không có gì hết trơn á, vừa thôi. Ờ, nó sát quá nó bị rụng luôn. Vừa tầm này thôi. Tầm này xíu. Mình có quen cái nút space là cái nút bật lửa không à. Xuống cái nữa thôi. Xuống xíu nữa thôi. Rồi. Chạy được rồi đó. Ồ, sát quá nó cháy xe mình chứ không có gì hết trơn á. Vô, tụi bay tuổi gì chơi xe tăng của tao. 13 giây. Tiếp. Màn tiếp theo. Vui, có hứng thú rồi các bạn. Có nghĩa là mình vừa chơi mình vừa phá ha. Steal and deliver or iron ore. How to steal? Iron ore hai cục này hả? Ý là mình lụm hai cục này về, đem hai cục đó. Làm gì á? À. Ê đừng có lăn chỗ khác nha bộ. Các bạn chỉ cần lăn hai cục lên nó rớt xuống là được. Rớt ba nó cái mũi cưa rồi. Từ. À, từ mình còn thêm một setting của cái con xe này nữa mới được. Nhưng mà để mình làm xong cái vụ này cái. Lên. Ok. Nói chung là có một số màn dễ, một số màn khó ha. Mình cần chỉnh lại con xe này một xíu. Các bạn biết chỉnh cái gì không? Đó chính là khi mình bấm cái nút này thì bên kia nó sẽ ngược lại à. Bấm bên này là bên này nó quẹo thì đám này nó sẽ ngược lại à, đám bên này sẽ ngược lại chứ. Đám này sẽ ngược lại. Nếu bấm bên này đám này sẽ ngược lại. Ý từ có một bánh bị sai. Rồi vậy nếu mà bấm bên này từ để mình nghiên cứu lại cái xem có đúng không. Nó nghịch chiều của cái này. Ok, đã thử nha. Đó, như vậy nè. Xong rồi các bạn bấm nó sẽ đi thẳng. Hoặc là mình muốn quay, không đi lùi được thôi. Hồi đầu mình đi lùi được, nhưng mà bây giờ không đi lùi được nữa. Uầy, cái gì nó bắn mình. Wow. Xịn vậy. Destroy. Xịn vậy. Nó hút mày luôn chứ đó, mày bắn tao. Đợi xíu mày. Đợi xíu, chưa quen này. Chơi mày. Vô. Không nó dốc được. Đây là được rồi này. Tuy là xe mình cháy, nhưng mà mình cô xe tăng mình nó mạnh các bạn thấy không? Nó lên, nó cháy rụng rời luôn nhưng mà nó vẫn lên được cái này. Đúng téo luôn. Rồi bây giờ dùng thuốc nổ để phá cái này 4%. Thuốc nổ hả? Mà hai cái cơ này mình biết là nó không thể nào sử dụng được chắc chắn. Nhưng mà cứ đục thử xem. À, chán thiệt chứ. Ờ dưới xe tăng được không? Con cái không đi lùi được, lỡ mà dính này là không đi lùi được luôn. Như lúc nãy là mình còn cài một nút đi lùi nhưng mà hiện tại là không có cài nút đi lùi nữa. Ồ. Tuy nhiên thì các bạn đứng yên một chỗ thì các bạn thể quay vòng vòng được như thế này. Ví dụ như bật lửa nó xong vòng vòng. Ui đẹp vãi. Đánh đổi thôi. Muốn đi lùi thì dùng cái đó, còn không đi lùi thì dùng cái kia. Cứ để mình sell lại cái này cái rồi tăng lùi. Rồi test thử cái này xem. Nhớ lại cái này với cái này coi cái nào nó hợp lý hơn. À, mình vẫn đi lùi được. Ê, tức là cái này mình vẫn đi vòng vòng được. Mà mình có thể đi lùi được luôn. Rồi cái này vậy nó hay hơn. Ok. À, mạng này nó yêu cầu mình là dùng thước nổi. Mà mình không biết cách dùng làm sao. Cho nên mình dùng cái Explosive Rocket này. Ủa. Ê, tức là nó bắn ngược ra sao luôn hả? Ủa. Oh. Ủa nó bắn ngược ra sao các bạn ơi. Mình gắn lộn rồi. Coi cái đầu con rồng mới đúng. Sao hết gắn được rồi. Mình mới gắn được mà ta. Ê, nhầm cái này mới đúng nè. Đây cái đầu con rồng. Gắn lộn nó bắn ra phía sau. Ok bắn. Hơi fail. Đi lên xíu. Bắn. Không được rồi. Bây giờ mình phải tìm cách làm sao để mình dục cái trái bơm này vô nè. Nó nổ á. Ghê quá. Bùm. Sao nó không nổ ta? Từ. Để dưới này được không? Để dưới này đi. Để dưới này. Nó nổ liền luôn. Vậy là mình cần phải làm một cái đòn bẩy để mình giục cái trái đó vô. Nhưng mà vấn đề là mình không có biết làm cái đó. Nó cũng không có hướng dẫn mình luôn. Cái này là cái đuốc đúng không? Cái đuốc này cháy chết bà luôn. Nó cháy con xe à. Giờ sao ta? Giờ làm sao để cái cung thôi. Làm sao để chế cái chức năng mà nó quăng cái đó vô á. Chắc là mình nghĩ nó trong cái phần này. Nhưng mà bây giờ mình không biết làm sao holder nè. Cái đồ giữ quả cầu. Mình để cái trái bơm lên. Rồi làm sao để nó kéo dây để nó quất á. Mình không biết cái phần này. Nè ở đây nó có cái symbol rope winch. Là cái đồ dây kéo nè các bạn. Có nghĩa là mình kéo dây gài vô xong buông quất cái bạc. Mình không biết cái cơ cấu đó bao giờ. Cho nên là thôi ok. Mình sẽ tạm dừng ở cái pháo đài này. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Và nhờ các bạn nhờ các bạn cho mình ít kinh nghiệm về cái vấn đề mà làm sao để gắn cái cục để chọi trái bom vô nha. Rất là cảm ơn các bạn về rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tựa game Besiege này. Và nếu các bạn thấy hứng thú thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách là comment cũng như là like thật là nhiều vô nha. Còn những bạn mới nhớ đăng ký kênh mình với. Thì mình chơi thì mình thấy nó cũng có thú vị. Giết này kia thực sự là cuốn lắm á. Nhưng mà có nhiều cái nó hơi sida ấy. Con xe nó cứ tếu tếu hay sao á. Bây giờ mình cần phải suy nghĩ cái cách làm sao để giục cái trái đó. Cho nên là từ từ nha. Hẹn gặp lại các bạn ở đứa sau. Bye bye. Bật lửa biểu hành biểu diễn phát cuối nè. Xin trời ơi. Gọi là sao ta. Xe tăng mới vô mà đã làm xe tăng lại đi ủi thành rồi. Nó quăng họ nó rớt cái cục kia luôn. Chế đi. Để mình cố định cái cục đó lại. Thôi chào các bạn nha.